dồi anh em vẩy. Lời thì thầm mùa xuân luôn. Phải đau chưa? 37 máu các bách nha anh em nhé. Bộ nám ngon đây, đánh bộ nám mới là 6 yên thôi, chưa có ra xua. Ôi điên à. Ra chẳng có tiền để bắt mấy con khác. Mấy con này lên 2 đi. Đấy, bốn đôi thông thì xếp cạnh nhau cho tình cảm. Ủi nhài dấu ý 2 anh em ạ. Dấu ý 2 ra số 2. Kinh quá. Mình xem nhiều nhà phép này chắc mình đi nhầm cái vuốt rồng ấy. Nhà này cũng kinh. Solo. Solo. Anh em thấy không? Tuổi gì? Thế đâu bắt đầu lật kèo cảm xúc rồi đấy. Ngoài Bắc có bão, bạn ơi, ngoài Bắc đang có bão. Bão tố phập phùng. Chắc là không muốn nhặt được. Bạn Cường ơi, đẹp trai ơi. Bạn hết đẹp trai rồi đấy bạn Cường ơi. Lấy vuốt rồng trước đi mọi người ạ, mình lấy nhiều nhà phép lắm. Ghép về vuốt rồng trước ngon hơn, tí mình tính tiếp. Có ra xua với ghép áo choàng ngon rồi. Em bị rớt anh em ạ. Bị cháo rớt ra mồm. Trời ơi. Đây rồi, đôi giày đây rồi. Đôi giày đây rồi. Con edit ngon anh em ơi, edit 2 ngon. Quạt chả. Ngài trông khỏe đấy. Bán con nhện lấy con xí lách mà nhện của em 2. Nhện 2. Ơ em cũng đang ăn cháo cúc này chị ơi. Ok Mi ơi. Mà chị đang thấy nó hơi hơi lỏng, hơi loảng loảng tí. Chị đang thấy nó hơi vitamin loảng tí. Con này cũng là đôi nữa cơ. Mình phải rôn đây thôi anh em ạ. Mình phải cho nhiều nhà đánh thế nhở. Nhiều nhà cầm đấy ra vụ mình quá. Nhà này bài đẹp chưa? Còn có trứng vàng cơ. Ác nhờ. Mình win nhà này. Anh em tin mình win nhà đấy. Mình win cái nhà đấy luôn. Không, nó loảng. Nó loảng thật. Nó như nước ấy. Này. Ui trời ơi. Bán hết lên người rồi. Nó loảng thật anh em ạ. Đang cháy luôn. Giao điện cũng cần không? Đấy lại được. Em chả cần đốt đồ ấy, em lấy cái này luôn. Đánh như này ấy. Cứ bán con này đi mà roll đi chứ. Ui dồi ôi. Em mới chung mình nhặt con Yasuo kia. Khéo mình lên Yasuo 2 luôn rồi đấy.
Anh em ạ. Em không nhận không? Bài chỉ có đúng hai con một sao, hai con hai sao nhưng vẫn cháy. Nó gọi là ở nhà quên bỏ con thờ này là cho con ấy vào được chứ. Đánh như này thôi, còn nếu mà mình đánh 8 huyết long thì mình phải bỏ hai ám long đi em ấy, không ngon lắm đâu. Mình thấy như này ok hơn đấy. Hai ra xua rồi thế mà không đâu ra xua thứ ba nhỉ. Mặt con này đúng không? Như nào? Cũng cháy. Cũng cháy rồi, nhiều đôi quá. Ừ, tí đập giao điện sao nhưng bây giờ giao điện vẫn dùng được mà. Rồi này. Có nhà chơi cùng mình đúng không? Mình muốn mua con này quá mọi người ơi, nhưng mình không muốn bán con gì hết đâu. Thôi chắc mình cứ khóa lại đi, mình cũng chưa thua mà đúng không? Không bán được em ạ, à. Chơi nó phải lì. Mình chơi nó phải lì, không bán được, phải 3 sao. Đã chết đâu? Mình đã chết đâu anh em? Cái phước này này ngon quá, tại vì da xua của mình nó cũng có hồi phục luôn ấy. Mình còn win trích mà. Con Lulu này vớ vẩn tí lên 3 sao tay ngon. Còn cháy luôn đi chứ. 8 tiền cũng roll, nhiều đôi thì cứ roll. 7 tiền cũng roll, nhưng mà thôi. Không roll nữa không có bị bắn. Ôi chết rồi, nhà này mình bảo là mình ăn được nhưng mà người ta phải lên chưa lên ao xin 2 cơ. Chứ người ta còn hướng đến hồi kết. Ui mẹ, cái lõi anh em mà ba cái lõi này thì siêu giàu luôn. Hướng đến hồi kết nhá, xong rồi lại bừa bộn, xong rồi lại quà trừ cho. Quà trừ cho ở cuối cùng là được tận 45 tiền. Mà 45 tiền thì lên 9 luôn, xong rồi được 40 tiền này luôn. Ngon vãi cả đái ạ. Chơi khôn thế. Chơi bẩn. Chơi lõi thế thì chịu rồi em ơi. Mình nghĩ là mình cần thêm một chút vitamin thông đạo. Đường. Hay quá. Hay quá, để ra vui mình mạnh quá anh em ơi. Đấy đấy, hạ cái tôi rồi lại tôi cao. Ô cái này nó hiện cả số 0 ở đây luôn anh em ạ. Biết ngay là phá mà. Biết ngay mà phá mà, không hiểu nhặt cái ấn thần thoại làm cái gì anh em ạ. Vào chào cho cố xong rồi nhặt đồ phá này anh em ạ, anh em thấy không đây. Mình kéo lên cho anh em xem, ớ không kéo được à đây. Một ngày buồn hello chị đấy, xong rồi vào nhặt luôn con Yasuo cầm ấn thần thoại. Đây. Thế này lại bảo không phá đi. Em bảo không phá. Hãm thế chứ không biết. Đời làm được nó hãm thật anh em ạ. Nó cứ vào chào mình xong rồi nó phá của mình ấy. Cay mới lì ra. Đặt về, đánh mau mau nhà cái điện thoại về làm gì. Đấy. Cứ bảo sao mình không chơi cùng. Toàn phá luôn. Có phải lên 9 rồi mà yếu hết bao nhiêu tiền hay không roll đi. Chết bây giờ.
Chị đâu thử gửi chân đấy, gửi chân làm gì? Đợi nhà này chết đi em ạ, nhà này yếu, nhà này không khỏe. Có nhà này khỏe thôi thì không hiểu sao mà người ta cứ không cho mình gặp đấy. Mình gặp đúng lắm 2.6, bây giờ 5.6 vẫn chưa phải gặp. Mày có bài lên hai con này hay sao? Chỉ còn hai con này thôi. Người ta chào còn khinh cấm chắc xong lại chửi. Ừ, bạn là nhất rồi. Phá thì chả chửi bạn, đấy là hai cái hành động nó khác nhau. Ok là cái việc mà mình có thể cái việc mà mình mu teo là mình không thân thiện, nhưng mà còn cái việc mà người ta phá như thế là chơi không đẹp rồi, đúng không? Rõ ràng là không đẹp rồi. Đập. Thắng cả nhà này luôn cơ. Hai cái nó hai phạm chú khác nhau anh em, một cái kiểu là kiểu phá game, nó kiểu khác. Cái gì anh em chả bảo tại mình được. Cái gì anh em chả bảo tại mình được. Rôn được rồi đấy, nhờ mấy nhà kia chết rồi. Rồi chờ để xem có bắp tay rồi có bắp đấy. Tay tôi có bắp đấy. Em sao ấn mà, ừ, ok em nhất rồi. Em nhặt thì em nói gì chả đúng. Lỗi chị, lỗi mình mọi người ơi, lỗi mình. Kiếm súng ngon nha. Lỗi mình hết nha anh em nha. Lỗi của em đậu hết nha. Đậu lên 9 cái. Hay đậu không cần đập cái gì đâu. Để người ta lấy ra xua nhiều tiền anh em ơi. Lỗi mình chửi người ta là sai rồi. Đúng không? Thế đi, cho đơn. Giờ không bây giờ lại kêu là mình suốt ngày đi chửi này chửi kia. Lỗi mình cả. Lỗi mình cả anh em ơi. Tung 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 tung. Nhà này khỏe quá này, nhà này có một cái ẩn huyết long à? Thì đánh có ta xuôi đúng không? Đập với 19 mà đập với giao điện không? Đập giao điện bây giờ cũng chẳng còn đồ gì để ghép ấy. Bây giờ đồ tanh mình cũng ghép hết rồi. Sao lại gặp tiếp á? Gặp nhiều thế. Mình có vuốt rồng cũng chán thua. Nhiều thông đạo quá ấy. Chưa chết được, không biết ở nhà kia không. Nhà này kinh quá, chết tôi mà. Thật ra là tôi nếu đang tranh top 4 tôi cũng phá. Thật ra phá thì mình không nói, nhưng mà kiểu thì mình không thích cái kiểu cứ chào chào xong rồi phá kiểu đấy. Có thể là không chào mình xong rồi vào thích phá gì thì phá, thì mình cũng chỉ ấy nhẹ nhàng thôi, chả sao. Người ta lấy tướng 5 tiền nhiều tiền về, người ta có nhiều lý do, mà kiểu cứ chào chào xong rồi phá thì mình khó chịu thôi. Nhà này kịch nhở. Để full 5 tiền hay sao? Xếp con Nunu xuống à? Nó phải nhận ra một con rai chứ. Con Nunu phải nhận ra một con rai này. Nhà này 5 băng hội cơ. Cho bài mình khỏe lắm rồi đấy, nhưng mà mấy bài này người ta lên sớm rồi mọi người này. Với là con Huyễn Long bây giờ nó bị nép rồi, nép một tí rồi. Ô thắng nhà này này. Ô thắng nhà này đấy chứ đùa đâu.
xíu. Lấy bốc đồ cũng chẳng con nào cầm, lấy thêm kỵ sĩ cho bay thôi mọi người ạ. Dạ còn bị một đống đứa em vào chào xong cứ gặp dạ là ghép hết đồ à. Ơ mà mọi người ơi, sao cháo lúc đặc mà lúc ngủ nguội thì nó lại không đặc nữa nhà anh em nhỉ? Tại sao? Miron gì đây? Miron... Con này 2 và ngon hơn đúng không? Con Pai 2 đi anh em. Làm một chú Pai 2. Hay gặp nhà này tiếp à? Đập được Yasuo thôi, Yasuo cầm đồ này kinh mà anh em, nhiều đam với trưởng nó tí nó cho nó giật. Ngon, mình thắng nhà này này. Ngon, mình lại thua nhà kia. Nhà này mình ăn được. Là bị vữa cháo chị ơi, nhưng mà sao nó lại vữa? Ai làm gì mà nó vữa, nó chỉ nguội đi thôi mà sao nó lại vữa được? Chà, mình cũng không để tiền, mình cũng không lên được cấp ấy. Kìa, kìa. Rồi ra số 2 level 8 mà mình cũng đỉnh đỉnh đấy chứ. Đây đủ cho Zoe à? Từ sau dâu đi thì chưa chắc là mình sợ mấy đâu nhá anh em nhá. Nhưng mà nó nhiều thông đạo quá, thành ra là mình không mấy được. Là nó bất tử luôn. Ô con gì nó dập mà nhiều đam ấy nhở anh em nhở. Nhường. Nhường làm cái gì? Đã không thích rồi lại còn nhường. Xếp ra xua đi cho nó khó. Không nhờ để nó có 3 thông đạn không đi vào một trong đâu. Chào nó thế như kiểu cơm canh để lâu nó cũng vui nhỉ. Ủa chết rồi. Mình mua bát chả 40.000 mà mình mới ăn được có một tí anh em ạ. Không cần nhường. Không cần. Dân chơi không cần nhường. Mình chuyến mà anh em mình cần gì điểm không? Mình hút cháo loãng. Giống như các cụ ngày xưa khi nghèo chúng ta chỉ ăn cháo loãng thôi. Rồi có đỡ lấy tiền có khi cũng bánh lại. Thôi đỡ lấy tiền thì lấy đi chứ sao lại bánh lại. Ông top 1 lần đầu được tận hưởng lõi 4 à. Ừ, ông top 1 được hẳn 2 cái lõi luôn, ngon. Hảo thật đấy anh em ạ. Em đọc sáng bè bè chơi tí nhỉ. Nhưng mà nó chưa hồi điểm anh em ơi. Chưa cá hồi điểm xem hạng bao nhiêu điểm mình tụt hạng. Xem hình như mình tụt hạng anh em ạ. Mình phải chơi thêm một trận nữa. Ui chết rồi. Thế này thì tụt rồi. Rớt đến tận đây rồi cơ mà. Rớt này sâu lắm mọi người ơi. Thế này thì tụt hạng sâu lắm. Ngày xưa cụ ấy toàn hút cháo loãng thôi. Như kiểu là người ta sẽ nấu một cái nồi cháo to đùng với một ít gạo. Đấy. Cháo hồi xưa là như thế. Nóng hết ăn cháo xong nóng hết cả người. Nhưng mà đúng là ăn cháo và kiểu nó dễ tiêu dạ dày. Mình cũng nó cũng thoải mái hơn, nó đỡ đau hơn.
Ở 2 tuần nữa, 2 tuần nữa ra mùa mới. Thế mà thách đấu mình có 800 điểm. Mình nhớ nhá, có cái mùa cao nhất là thách đấu tận 1.100 cơ. Nhưng mà cái hồi đấy mình còn 1.200, 1.300 điểm. Nhưng bây giờ mình đánh, mình đi đánh mấy cái bài không nên đánh như kiểu Hyper quá là làm cho mình niệm 2 top 8. Nhưng chiếc còng xếp vào cổ hơi đau. Không chỉ là hơi đau mà là rất đau. Tối rồi là phải ăn thêm chứ chưa biết ăn gì. Mưa gió này tí xuống nhà nấu cơm mà thôi. Tầm này em bảo em đậu nấu cơm thì em đậu nhịn luôn. Ơ ơ ơ, được tăng sao kìa. Sao sao lại tăng sao được? Ủa đừng, no, đừng tặng sao anh em ơi. Thế à, vừa đây anh em ạ, đừng tặng gì nào ơi. Tặng có nhận được đâu, sao nó lại mở lại nhở? Tại sao ta? Mình sẽ làm tí chiến binh rồng đi anh em ạ. Thì mình tối ra nốt thằng này tôi cũng nghỉ rồi, hay là nó thương xót này nó mở lại. Thôi chuyện chẳng ấy. Cảm ơn thắng nhá. Mình phải thông báo ngay cho Taylor Fit biết mới được mọi người ạ. Giao điện à? Giao điện à? Cũng được đấy. Gấu mèo vô địch. Tớ qua từ chim khách, bạn thì bị canh mất, không ai canh bạn đâu. Bạn không phải lo, bạn không phải cứ lo đâu. Hình kim long. Nếu bạn không có cái gì ngon hết rồi, sao giờ có mam mam bời? À, sao chẳng có ngoại gì vậy, kim long vậy? Cảm ơn Vũ nhá. Ờ, không hiểu sao lại mở tặng sao không? Nó mở để làm gì nhỉ? Nó mở làm gì ra? Kai'Sa đang một mục tiêu á, thì giờ giống con Kai'Sa 5 tiền còn gì nữa. É, nhà này có sức sống mới nữa. Cảm ơn Thắng nha. Facebook níu kéo một nhân tài như đậu rồi. Ôi, người ta còn muốn đuổi mình đi không hết ý. Tại vì nghe thấy bảo là tức là hiện tại bây giờ bọn mình có lương cứng ở Facebook đúng không? Thì Facebook nó chỉ trả lương cứng đến hết tháng 11 thôi. Xong rồi nó sẽ là cái chế độ làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Tức là... tức là gì nhỉ? Tức là anh em sẽ ví dụ mà tiền donate được bao nhiêu này, tiền video quảng cáo trong đường được bao nhiêu ấy, thì mình chỉ được bấy nhiêu thôi, chứ mình không được kiểu lương cứng nữa thì nó sẽ không ổn định. Nên là chắc là mình sẽ like tiếp ở Facebook. Tại vì cái tài khoản bị mất thì mình cũng có nhận được tiền đâu. Facebook nó cũng bóc tương tác bỏ xù ra ấy chứ. Suốt ngày bóc tương tác, suốt ngày không có thông báo.
Hoặc là mình làm một trận gấu ba cũng được em ạ. Ủa sao nhà nào không xuất sống mới vậy? Nhà nào không có sức sống mới vậy anh em? Cái này nặng đan kem nhá. Chị Lai vẫn có thông báo luôn là ừ nó vẫn có mà, kiểu một số người thì vẫn có. Nhưng mà nó chỉ cho bao nhiêu phần trăm thôi. Mẹ hả? Măm măm à? Không biết đánh măm măm lắm, bỏ đi anh em ơi. Đi đánh gấu béo đi. Lâu rồi mình chưa chơi gấu béo một trận nào. Mình lai được bao lâu rồi đây? 1 tiếng rưỡi à? Hơi ít. Hơi ít này em ạ. Nay em xem live nghiêm túc của Nam ơi em, vì em hôm qua mà người ta chửi chị. Vivo chửi chị kêu là bây giờ nổi tiếng rồi thì muốn làm gì cũng được đấy. Nghiêm túc của em không biết là như nào luôn ấy. Xem đâu ở cái cách giao lưu nó không nhàm chán, like đâu xem đó. Like đâu xem đó là nghĩa là gì? Mình nghĩ úi ôi. Ôi. Ôi rồi ôi. Mình không nên đi xuyên đúng không anh em? Mình nên đi thẳng vào vấn đề luôn này, đúng không? Mình nên đi thẳng vào vấn đề anh em ạ. Nhưng mình chưa có kim long. Bây giờ mình phải đập hay mình đập cái nước mắt này ra không? Bao giờ phải 2 tuần nữa, cái phiên bản này 2 tuần nữa, khoảng 14 ngày. Thì mình đang định đánh lên khoảng tầm 900 điểm, 1.000 điểm để cho chắc thách đấu rồi mình sang PP mình chơi. Đấy là mình định thế thôi. Còn mình mới đánh tụt mất khoảng đâu đó gần 100 điểm rồi. Không thể bán con này đi được anh em ạ. Không thể bán con này đi được. Ôi dồi ôi, nhà này có nhà xẻng không có chứ đúng không? Nhà này không nhà xẻng à? Ô. Ô không là nhà xẻng đấy. Nhà này nhà được xẻng á? 100 máu nhà được xẻng á? Đùa em đâu à? Nghĩa là like hả? Ok Thắng ơi, cảm ơn Thắng nhá. Ừ, mất chết của em đậu luôn. Mùng 8 tháng 9 à? Mùng 8 tháng 9 sau 1 tuần nữa sinh nhật mình ấy. Sinh nhật mình không live stream đâu anh em ạ. Sinh nhật mình sẽ đi du lịch. Giống Tiger Fit. Mình đi Phú Quốc 4 ngày. Mình đi từ ngày 14 đến ngày 15 em mình không rõ. Mình đi 4 ngày. Nhưng mà chắc là tối hôm đấy thì mình vẫn live stream để mỗi cái mặt thôi anh em. Live stream mỗi cái mặt thôi. Chứ không live stream game để nói chuyện với anh em thôi. Nhưng mà mỗi cái mặt thì nó lại hơi xấu nhỉ. Mình sẽ nhớ mang cái kính này đi nhá. Ủa đây ôi. Eperia. Đây rồi anh em ơi, đây rồi. Bán tạm đi nhá. Thì đánh chim thì tính sau. Nhưng mà hướng mà có xẻng này rồi thì muốn đánh kim long hơn mọi người. Like bên YouTube chị có tặng mấy link donate chưa? Thì chị bây giờ chị vẫn có mà, mua số tài khoản Apple Play chị vẫn có mà. Nhưng mà không ai donate thôi. Chứ lên thì chị có mà. May mà chị đậu like sớm em kia đã. Ủa không hay được tiền rồi. Ngon thế. Ngon thế hết được tiền luôn. Nhưng mà mất chích. Phát like để còn lấy tiền quà sinh nhật chứ à. Được bao nhiêu rồi em ơi? Tham bát bỏ mâm lắm. Bây giờ ra xẻng đi. Để con này đi anh em ơi. Để cho ngon. Em xem có dùng được không? Donate thử xem.
Thì em đâu vẫn có link play đua với cả tài khoản Momo thứ mà. Sút. Đấy, có mười cung đao anh em ơi, ngon rồi. Kiếm đâu? Không có kiếm anh em ạ, mình cứ ghép cung đao trước nhá. Tạm thời cho này và đã cho con này cầm cung đao đi. Con này phải cầm chiến binh rồng anh em ạ thì nó mới tích được số. Hay là làm trận tưởng sầu quên thì ngon, nhưng sầu quên cầm cái này hack tiền. Tối lai tối làm về xem live đến đậu đến hết ngày. Đến lúc buồn ngủ là hết ngày. Ui, thế chính ra một ngày của ông nó cũng kiểu vui vẻ hạnh phúc đấy chứ, nó không bị áp lực quá lớn đúng không? Được đấy chứ. Không tệ nha. Được. Ui, độ tích số nhanh chưa? Độ máy tích số đây anh em ạ. Mình cũng chỉ mong là ngày nào em cũng nhớ mình like xong anh em mình vào xem like mình thôi. Đấy, như thế là được rồi. Còn donate thì thôi. Tốn tiền. Tớ biết là ra, tớ biết là chi. Chi chi chành chành. Chiến lợi phẩm không? Hay chiến lợi phẩm? Con này ngon hơn có các ma đi mà. Ok. Thì mình cứ đi nhà cái kiếm nhé mọi người nhé. Hay cho set chiến binh rồng một trâu hơn không? Con này bao nhiêu máu? 1.400 máu. Mà con này hóa lên nó được tăng máu mà đúng không? Ừ, đúng rồi, con này vẫn ngon hơn. 1.400 thêm 350. Chị test 17 7.5 chưa? Chị chưa. À chị chưa, hôm qua chị chơi một game rồi, thế nó cũng bình thường. Hôm nay mình ngủ kinh cực anh em ạ. Hôm qua 1 giờ mình đi ngủ, sáng nay 8 giờ mình dậy. Xem anh em biết như nào không? Gặp bọn pháo thích số nhanh. Chiều nhá, mình like xong đúng không? 10 giờ mình ngủ một phát đến 2 giờ luôn, mình không bốc phét. Mình ngủ một phát đến 2 giờ. Thế nhưng mà 2 giờ dậy rồi, xong rồi ngồi xem linh tinh, xem drama, hóng drama đấy. Gọi là cũng có chút thôi, hóng hơn một tí, đi hóng drama. Thì là hóng cái tầm 3 rưỡi, 4 giờ, 4 giờ hơn. 4 giờ hơn ngủ một phát đến 6 rưỡi. Bây giờ đã buồn ngủ rồi. Đấy. Bây giờ đã buồn ngủ rồi. Đang đánh Kim Long. Đang định đánh Kim Long ông ơi. Nhưng mà chưa thấy Kim Long đâu. Nhà này đánh lễ hội này. Nhà này đánh sát thủ này. Nhà này đánh này. Đánh gấu em này ngon đấy. Nếu mà không sợ thì mình lấy giáp biến kỵ sĩ mọi người ạ. Ừ, mưa to thì ngủ nó ngon, ngủ nó phê. Bây giờ lại buồn ngủ rồi đây này. Anh em lên Google à, mình thử lên Google mình search xem cái bệnh mà ngủ nhiều nó là gì nhá anh em nhé. Bệnh ngủ nhiều. Ngủ nhiều và cách chữa. Đấy. Biểu hiện của bệnh ngủ nhiều này, nếu bạn thường xuyên ngủ quên và cảm thấy buồn ngủ quá mức trong ngày thì có thể bạn đang gặp phải các biểu hiện của bệnh ngủ nhiều. Đôi khi ngủ nhiều là do bị ốm hoặc mệt sau một ngày làm việc căng thẳng. Lúc đấy có cơ thể không cần phải lo lắng. Nhưng nếu bạn thường xuyên cần ngủ hơn 10 tiếng mỗi đêm, có lẽ đã đến lúc xem xét kỹ hơn về giấc ngủ mình. Tiên à, bình thường ngày trưa mình đã ngủ nhiều rồi. Rối loạn nhịp sinh học, chất lượng giấc ngủ kém, mình ngủ ngon lắm. Không đi tiểu vào ban đêm. Không bị đi tiểu vào ban đêm. Con on ngon thế nhỉ, con on về đánh con gấu luôn, đánh rồng luôn. Trứng ngủ rũ này. Xây dựng lịch trình ngủ và thức dậy cùng một thời điểm mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ. À,
Người ta bảo là ngủ trong một môi trường hợp lý, phòng ngủ của bạn cần mát mẻ, yên yên tĩnh là tối. Ừ, phòng nào của mình nó cũng mát mọi người ơi. Thế là mình buồn ngủ thì là điều hiển nhiên rồi đúng không? Hai tuần nữa rồi mình lên 7 mình roll ấy. Mình đợi lúc cái lõi này anh em ạ, rồi mình mới roll được. Mình đang có ấy mà, không sợ lắm nữa. Bên ngủ nhiều. Bách ngủ nhiều. Bách ngủ nhiều là bách ngủ nhiều. Ngủ nhiều giúp chúng ta thông minh hơn. Ngon, thua 6 con này, nguyên nhà luôn. Thôi, sắp đánh 1-2 game nữa đấy. Rồi lại đi ngủ. Đi ngủ xong rồi nhỡ may đêm mình dậy. Bây giờ ví dụ vào 12 giờ đêm mình dậy mình live stream, mình không biết còn ai xem không nhỉ. 12 giờ đêm đâu tỉnh dậy. Thế sao mình lên 7 luôn ấy, cứ nếu mà hên xui ra được dâu y thì đánh kim long luôn ngon. Bệnh ngủ nhiều là bệnh lười á? Sao lại lười? Mình chăm chỉ livestream như này mà anh em bảo mình lười mình buồn ấy. Mình chăm chỉ mình livestream mình chơi game cho anh em xem, anh em kêu mình lười. Mình chăm mà. Chăm ngủ mà. Hay là mình sắp thăng thiên này em nhỉ? Kiểu ăn được ngủ được là tiên thì sắp thành tiên đến nơi, tiên nhân, cao nhân. Đấy. Úi dồi. Cái thế. Đợi loi ừ, đang chờ loi mà. Mình, nhưng mà mình vẫn phải lên 7 trước để lấy tỷ lệ ra tướng ấy. Lu trích 6 à. Không sao, mình có cái nhỏ có võ này thì mình hồi máu được. Để nhanh quá, để nhanh quá. Chạy nhanh quá anh em à, tốc độ thần tốc chưa? Chạy nhanh không? Lan 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 lan. La 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 la. Cô này lan nhìn nào nhỉ anh em nhớ nha, như quả bóng ấy. Ồ. Thôi rồi em ơi. Huyện Long gì đấy? Từ từ Huyện Long gì đấy? Có một nhà đánh gấu rồi anh em ạ. Có chứ, rồi đánh đề ra chứ. Huyện Long. Ờ, được được cái này được. Đánh không thể thắng nổi một tuần nào, sợ thật. Chiến binh rồng, nhưng mà tớ chết có một nhà đánh gấu rồi. Người ta gấu 2 rồi. Nếu mà nhà này không đánh gấu thì chắc chắn là tớ là chiến binh rồng mà chơi gấu. Mà có nhà chơi cùng mình không lên được 3 sao thì mình không dãy được. Anh em ạ. Bầy rồng cuồng loạn. Cái bầy rồng này kiểu không ngon lắm ấy, nhưng mà cũng phải lấy thôi, bây giờ biết làm sao bây giờ. Ủa sao mình lại lên tận 8 này anh em ơi, hỏng rồi.
Chết 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 cơm chết cơm. Kể ra cũng ngáo đấy chứ. Mình phải luôn 7 anh em ạ, nhưng mà mình lại tự nhiên mình hùng ấy mình lên 8 luôn. Sao gấu của nhà mình không khỏe bằng gấu của nhà người ta nhỉ anh em nhỉ? Tại sao? À người ta có hai kỵ sĩ cơ. Mình phải cần một cái giao điện hoặc nỏ sét nữa. Chẳng có con nào anh em ơi. Ôi, chết rồi. Quên không mở cookie rồi mà. Hay cho này cũng đau đi nhỉ anh em nhỉ. Mình chỉ định đánh hai rồng thôi á. Cho con này cùng đao thì thắng rồi. Nhưng mình sẽ cho con này cầm kỵ sĩ anh em ơi, không sao, chín máu vẫn chơi được. Chỉ cần ra một con này ra vu thôi. Chỉ cần duy nhất một con thôi anh em ơi. Không không cần gì nhiều hết, cần đúng một con để ra vu thôi nhá. Bắt con này lại. Bắt con này lại. Đẳng cấp thì chả đẳng cấp. Trình độ đánh bro này chẳng đẳng cấp. Khen thử. Thôi buồn ngủ quá, chuẩn bị đi ngủ đây. Lai được nhưng mà mình còn 10 xem còn bao nhiêu tiếng nữa nào. Giờ lai của mình nhá. Mình lai được 67 tiếng rồi. Mình còn 13 tiếng nữa. Heo có con rồng nào, cay quá. Tạm thời như thế này ý đã. Lễ hội cho tạo con chim. Rôn cũng đen đấy chứ. Em mình có vào đốt kinh ấy. Ui cái trưởng bài này mà thu nguyên nhà luôn á anh em. Vãi trưởng con này cầm hai đồ như này, hai con này hai sao, bốn lễ hội thu nguyên nhà được ảo thế nhở. Level 8 rồi, nhà này người ta vẫn level 7. Không giết được con này luôn, không giết được con Silas này luôn. Cay rồi đấy anh em ạ. Hơi cay đấy. Cay thế nhở. Thôi đánh tiếp vậy. 600 điểm. 600 điểm là hợp lý anh em ạ. Để mình tụt xuống đại các thủ cho ai đấy vui là được rồi. Thôi ngủ sớm cho đẹp ra thôi, lai tiếp cho đủ giờ 13 tiếng nữa thì phải lai 2 hôm nữa. Hôm nay 25, lai thêm 26, 27 nữa. Đấy. Thế tức là ngày mai với ngày kia thì mỗi ngày phải 5 tiếng. Hoặc đấy mà hôm nay lai nhiều hơn thì mấy ngày kia lai ít đi. Kiểu vậy. Đánh như này lên trình thách đấu là một quá trình vất vả em nhỉ. Ngoài không chỉ vất vả nhá. Nó có bị cà khịa rất là đau đớn. Mình chớ vào top cái là cà khịa ngay. À.
6-7 giờ rồi. Hôm nay là 3 tiếng thôi. 3 tiếng, sương sương 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi là được. Nhẹ nhàng, 3 tiếng. Sáng nay mình định live 2 tiếng, mà sáng nay mình dậy mình chỉ chơi được 2 game thôi. Xong mình lại cũng buồn ngủ quá. Mình là 2 tiếng rồi anh em ạ. Thế thì mình live thêm 2 game nữa. Live nốt game này, chơi một game này hay sang PPE chơi nhỉ? Hay sang PPE đánh tí nhỉ? Để vào PPE xem nào. Thế này, có PPE này. Và PP giao lưu tí. Thôi vào PP chơi một mình thôi. Chơi một mình để làm cái video, video để mai còn up YouTube này. Đây đang mượn nick em Quang đây. Đổi tên đi. Để cái tên trong xấu. Đổi tên. Tại sao không thể dùng? Kệ mẹ tao. Sao không được dùng nhỉ? Đần đần gaming. Ra lấy một cái viên này đi anh em ơi. Chỉ có thầy kêu lên kem mà cứu được chị Đậu à? Thầy kem mà cứu chị Đậu đây. Chị Đậu còn chưa cứu được thầy kia đây này. Còn có 10% pin yếu đấy. Sao nó cứ bị hiện cái này ấy nhỉ? Anh em nhặt tắt cái này đi. Tết của mình không dùng được. Tết của mình là bị đơ anh em ạ. Bốn trăm. Bây giờ mà vào like cái này thì mình lại phải kiểu ấy cả màn hình ra ấy, khó chịu cực. Phải bấm vào cái này này. Hết mãi, nhưng mà thôi cũng được. Tầm này phải ngồi lại với Steel xem như nào, chứ dạo này Steel căng lắm mà. À, thế bảo con Ngộ không mạnh lắm. Thế bảo chú Ngộ không đần mạnh lắm. Không biết có mạnh không. Con này trưởng của nó là gì? Dùng thiết bản. À, tấn công mục tiêu gây sát thương. Con này là chiến binh với cả Ngọc Long à? Thế có con gì chiến binh với cả Ngọc Long cùng không? Con rắc đúng không? Con rắc không phải chiến binh, con rắc là đấu sĩ. Chiến binh. Ồ. Ồ. Man phai nhìn trông có vẻ mạnh mạnh anh em ạ. Thủy Long triệu hồi một thủy thạch, nó sẽ cho phần thưởng dựa trên số lượng chiêu thức mà các đơn vị thủy long tung ra theo thời gian. Tướng Thủy Long cũng nhận cái gì đây? Ơ, cái này có đồ à? Tướng Thủy Long cũng nhận được sức mạnh phép thuật và tốc độ đánh. À, cái này giống Thượng Long nhưng mà nó lại là Thủy Long. Mình thì thích Thủy Long hơn. Thủy đã ui con lắc cái trường gì đấy, bắn tia sáng về phía kẻ địch xa nhất à kinh rồi, à kinh đấy, con lắc ở trong kinh đấy nhỉ anh em nhỉ,
Hay làm thịt Thượng Long không? Này, mình thử cho con lắc ba đi anh em. Mình thử làm một chú lắc ba đi. Không cần lấy máu đâu, mình sẽ luôn một con lắc ba nhá. Xem mà nó có mạnh không? Xem mà nó có mạnh khởi không ấy? Có con nào đấu sĩ không? Thử xem con lắc có mạnh không. Nhiều đôi quá anh em ơi. Ừ, thủy long ngon nhưng mà chưa có thủy long. Phải lên cấp. Thủy long là có những con gì? Thủy long là mấy là được? Ơ, con này không phải thủy long à? Thủy long có con Akali ngon kìa, mấy con rồng ngon kìa. Nhà định đánh Wukong đúng không? Tí cho lắc vào blue này cũng được này em ơi. Thượng Long này như nào? Sao mỗi giao tranh người chơi nhận một viên ạ? Ơ, không luôn à? Nhận được một viên Thượng Long rồi đúng không? Yeah, thế thì bình thường anh em ơi. Thế thì roll không ra Thượng Long thì bình thường, thế roll lắc ba khó. Em nhở? Tưởng ấy thì rôn dễ nhưng mà rôn này khó. À, nhưng mà được cái hay được tiền anh em ạ. Được cái là bú được tiền. Làm sao cho Thủy Long vào được nhỉ? Hay chơi Kai'Sa? Kai'Sa 3 chỉ minh rồng. Thủy Long vào thì được cái gì anh em? Cứ lên cấp đi xem nào. Kìa, hai cái một cái thì hết được đồ hết được tiền nhờ. Trông cũng ngon ngon. Ui ui, được đấy chứ, con lắc trông được đấy chứ anh em. Nhìn trưởng cầu được đấy. Ồ, được nha, con lắc này trông mạnh nha. Con lắc này trông mạnh đây anh em ạ. Ồ. Măm. Rồng luyện là cái gì? Từ từ anh em ơi. Con mama mày trông được nhở. Thế Thủy Long để game khác đi xem nào. Ơ, nó phải đi với con này à? Ơ, con này nó phải đi với con này à? Pháp sư trong trận đấu sẽ triệu hồi ra pháp sư hơn mơ để trợ giúp nó trong chiến đấu. À, trợ giúp à? Sức mạnh ở khi mama, khi mama hạ gục tướng địch nó sẽ nhầm sang. Có mang mang về cầm đồ được không? Giờ đánh được nhiều rồng nhá, không cần bày rồng đâu. À ừ, tớ biết rồi. Mình đang đọc nghiên cứu về con này anh em ạ. Con này có 100 mana. Ngon đấy anh em ạ. Làm quả Sojin cho này cũng được nhỉ. Cho nó gậy phép. Con này mạnh không? Cầm đồ được à? Ok, mình làm con lấy 3 sao đi. Con này tỷ lệ tướng 3 tiền đúng không anh em? Sao nó lại ra dễ như này được? Ôi, Bạo Long Kỵ Sĩ à? Trông chiến nhờ, con này là trông chiến nhờ. Tưng tửng.
Tôi không hiểu gì kiểu gì con tường nó thành tương tưởng anh em ạ. Tôi cảm thấy có vẻ là sang chấn tâm lý. Tôi cảm thấy không hiểu tại sao nó lại tên là tương tưởng anh em ạ. Tôi khá là buồn phiền vì cách đặt tên của Riot về những con tướng trong game như này. Con này là 2 con 3 tiền thôi đúng không? Con này có vẻ mạnh hơn tí đấy, con này thì còn được được tí đấy. Mình mà lên được 6 thì mình cho con này vào hack tiền thì ngon này. Không được. Tương tưởng. Nó không luyện rồng à anh em, nó không luyện à? Luyện đi, không càng ngày càng béo à? Cho này vào hack được 1 tiền lãi hơn anh em ạ, vừa có tiền vừa có tướng ấy. Mấy nhà này nó cũng kênh ngon, nó cũng nhiều 2 sao cơ. Và mình chính ra có mỗi con này 2 sao thôi, nhưng mà may ra được con này cũng được. Thế mình đọc kỹ cái thủ trưởng con này nữa. Tưng sao một skin lại còn là tưng ta tưng tưng ta tưng tưởng chứ. Nghe mệt đầu vãi cả đái luôn đấy. Không luyện nữa à? Mình roll này 3 đi tại vì con này hình như nó chỉ tương ứng với 3 tiền thôi đúng không? Nó chỉ là tỷ lệ tướng là 3 tiền đúng không mọi người? Cái đấy mọi người nghiên cứu chưa? Tức là tỷ lệ ra của con này là từ mấy tiền? 4 tiền hay 3 tiền? Mình nghĩ nó chỉ 3 tiền thôi chứ tại vì nó màu xanh mà. Thế mà nó màu tím thì nó là 4 tiền. Đấy. Nó chỉ là một con 3 tiền hay sao nhưng mà nó lại là 10 tiền anh em ạ. Nó lại là 18 tiền. Mạnh chưa? Mạnh chưa? Ừ, 3 tiền là giống con rai ấy, đúng không? Nhưng mà nó thêm được cái hệ luyện rồng và có gì đâu. Chà, bình thường. Trưởng nó mạnh mạnh hơn tí. Ui, con Eco này cái này. Đồ xấu đấy. Cho này cầm cái cuồng đao được không? Con này cầm cuồng đao mạnh không? Ôi anh em ơi, con này mạnh em ơi. Con tí mình sẽ đánh một trận sát thủ nhá, tại vì con này cực kỳ mạnh luôn. Con này nó là bạo long. Đây sớm nhảy về phía cái địch thấp máu nhất. À, ui ui ui. Kinh, con này kinh đấy, nhưng mà mình chưa hiểu cái bạo long này lắm. Tế đàn đơn vị bị tế sẽ bị hiến tế cho một bản sao trang bị ngẫu nhiên mà họ sở hữu cho tất cả tướng bạo long là như nào? Là hiến tế là như nào? Ôi nhà này sao con rồng rồng nước này anh em ơi. Con thủy long này anh em ơi. Sao nhìn con thủy long này có vẻ mạnh mạnh hơn anh em ạ? Cầm cái vô cực thì nó cho bọn bạo long cái vô cực rất thế à? Ồ! Thế thì ngon lắm nhở? Thế thì... mắc binh đấy, mắc binh đấy. Cho cầm mèo cho bóng tối, cả team mèo cho bóng tối luôn. Trả team pháp sư thì lên cấp đánh 7 pháp sư, đánh vợ ông thì có đam hơn. Làm bảo 9 pháp sư không? Ừ. Chưa đủ tiền lên cấp à? Con này mạnh này em này. Sáu pháp sư. Pháp sư bây giờ có con gì kìa? Ô, con gì 4 tiền cũng là pháp sư kìa?
Quý Long cho đồ ngon mà, cho tiền ngon á. Ồ, con này cũng mạnh em ơi. Con này cũng mạnh thôi nha. Mình vẫn win trick mà em có thua đâu. Tại mình khỏe vãi cả đái ra chứ. Thủy Long à? Ồ. Tí mình sẽ làm một trận Thủy Long với cả làm một trận Hắc Long sát thủ. Đấy. Có Thạch Long. Có Thạch Long, con rồng mới thích ăn thạch, người ta nói thế là Thạch Long. Được có một tiếng. Lên cho đỡ sợ. Thôi lên nhầm rồi anh em ơi. Lên nhầm một cái rồi thôi không sao đâu nhỉ. Chắc không sao đâu. Con rồng nước đúng không? Con này đúng không? Hai con cùng là pháp sư à? Hai rồng thần thì được cái gì? 20 giáp và khảo phép cộng thêm. Đánh 4 rồng thần là được một slot. Sao cái 5 rồng thần Sida thế? Được có 10% tốc độ đánh thôi à? Con này kinh đấy anh em ạ. Con này tại vì khi mà kết liễu ấy, khi mà hạ gục tướng luyện rồng. Con này có phải tướng luyện rồng không hay là con này? Ừ, mua mới rồi ạ. Làm cái gì khổng lồ đi em ơi, tí nhiều nhà đánh rồng á. Nhổ cho đau, cho nó đỡ ao đau. Con tương tưởng để cho mình. Mình đã không thấy có yếu tố kiểu gọi là khách quan đây rồi em ạ. Có tay da trưởng là gì đấy? Rồi con Lia, đi nhà đâu nhỉ? Chuyển đi. Bonji ba sao còn cút á? Tại Bonji non đấy chứ. Mình đánh nguyên trích này sao cút được anh em? Mình chuẩn bị lên con ma 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 rồi. Thì mình làm quả 9 pháp sư nghe cho chất. Mình phải bao nhiêu slot thì mình mới đủ 9 pháp sư nhỉ? Sao cứ ra con tương tưởng này thế? Trưởng con tương tưởng này là cái gì? Tạo lá chắn cho bản thân trong 2 giây và lộn nhào về phía kẻ địch có phần trăm máu cao nhất. Gây 280 sát thương vật lý và công kích lá chắn. Cho những hiệu ứng riêng biệt thành viên bang hội. Tương tưởng đâu, không có tương tưởng ở đây à? Ờ, có tương tưởng vào thì được 30 giáp và kháng phép. 5 sức mạnh công kích. Ừ. 8 ấy. Có tương tưởng này mà ngon á, nhìn trông, chị trông có tiểu năng lắm em ạ. Con này của chị mới ngon này. Ủa, con Thủy Long ở trông cũng ngon cơm ấy, thì mình đánh hai con Thủy Long đi anh em ơi. Hai con rồng đi. Lên 8 là 8 pháp sư, lên 9 mới là 9 pháp sư cơ. Ừ, kẹp được 9 pháp sư đấy. Con này của mình có mạnh hơn con tương tưởng nhiều, nó có đam hơn đấy. Ba sao thì được 450. Ồ. Quý hóa quá giờ tận con này cơ. Tương tưởng biến kỵ sĩ tanh ổn áp phép đấy thế à?
Mày nghe thấy tên mình đã thấy ngủ ấy em ạ. Nhà chơi ám long à? Nhà chơi kim long. Hôm qua mình chơi một trận kim long rồi, nhà đánh lắc này em ạ. Muốn lắc ba nhưng mà lắc không có, cái thương long để roll thì nó hơi khó. Cho nó cái bàn tay không? Sao nó cứ ra con này thế? Thôi tớ thì cho nó quyền trượng đi. Không ghép đồ. Con này đứng giữa không được đúng không? Mùa mới rồi đấy. À chưa 2 tuần nữa. Hóa ra giả vờ auto để sang PP hành hạ. Nghe hơi đau đầu nhỉ. Về vãi đái em ạ. Con này có nhận được đồ từ con này không? Hay là tí mình chơi thử có tương tưởng 3 sao đi cho chiến. Lên 8 mình sẽ luôn con tương tưởng này ba, à, con rồng huyện này 3 sao. Con này có tên là Măm Măm anh em nhé. Tên là Măm Măm. Đấy, mình lên 3 sao, mình lên 9, mình lên 9 pháp sư. Ôi, sách chọn ấn này. Ôi, chiến lợi phẩm ngon hơn á. Chiến lợi phẩm ngon hơn thì mấy em quyền trượng với cả cliff phép được. Pháp sư thì cũng không cần lắm đâu nhở. Lấy cái này đi. Thủy Long này. Ồ. Ồ. Để lên pháp sư thì lên 8 cho con này. Đi luôn đi. Ngoái. Ngoái. Ôi ôi ôi, khỏe đấy. Măm măm nó là pháp sư, biến pháp sư cái gì không à. Ủa con này cầm 2 nước mắt ngon anh em ơi. Tí thua nhà này á. 5 trên 20. Mình tích được 5 trên 20 rồi. Măm măm đang ru mẹ á, thế á. Bảo sao tự nhiên lại thấy khỏe thế. Cho là tí cầm bốc đồ cũng ngon anh em ạ. Cầm bốc đồ cũng ngon nha. Trông thì không ngon cơm lắm anh em ạ. Ui, nhà Thủy Long này khỏe thế. Zoe kìa. Zoe về thay bố con này đi anh em ạ. Trông mày đần quá. Zoe về làm bốc đồ luôn. Con măm măm của mình 3 sao của mạnh không vậy. Nhà này con cái xa này anh em ạ. Năm Thủy Long, mấy con năm Thủy Long thôi. Trời ơi, sao khỏe thế, con cái xa nó khỏe à? Hay là làm sao? Thế bình thường măm măm mà nó ra những cái hệ gì được anh em? Nó có những cái hệ gì được, ví dụ là pháp sư và đấu sĩ thứ à? Chết rồi, bật nhầm hì. Tốn tiền thế. Nhìn thấy một màu tốn tiền đấy.
Pháo thủ á? À, nó có cả pháo thủ cơ à? Hiểu hiểu anh em ơi. Hai con nữa có ai chơi con măm măm giống mình không? Không ai chơi đúng không? Ok. Tanija là hệ thủy long này. Thế thì đánh bằng ba pháp sư là được. Nhưng mà mình cần thêm một chút đồ tay anh em ạ. Chứ một đấm mình đau quá. Mình ngộp thở quá anh em ơi. À, ba hệ của ba luyện rồng mà thuật sĩ pháo và pháp sư. Ok anh em ơi. Hiểu vấn đề rồi, em đã hiểu vấn đề rồi. Cảm ơn anh em nhé. Sao nhiều năm tiền thế này. Đánh tạm năm pháp sư trước đi anh em. Cho cá hồ đại dương tí đây. Hơi thiếu tanh nhỉ anh em ở đây, xem anh xem mấy con củ chuối nó như nào, con tương tự này nó như nào. Ơ mùa này lại có mài dao rồi à? Ủa cái này nó sửa à? Hồi thì máu anh em ạ. Rồi hai con này ba mình lên 9. Lấy hoặc đổi lại thông đạo ngon. Giáp lửa. Nhưng mà nó lại không ngon lắm anh em ạ, thử đổi lại đi vào. Ô cái vũ điệu thủ thần này ngon nhá. Ngon không? Mình đổi tí cho nó vui anh em ơi. Ui dồi, nó đang ấn cơ à? Thôi lấy này đi anh em ơi. Không thấy vui nữa rồi. Đập cái kháng phép đi ạ nhá. Wow. Hay cho con này hai nước mắt nhỉ anh em nhỉ? Mình thì thích làm một cái dây chuyền với cả bàn tay hơn, mà con này thấy hai nó mắt ngon thì bốn ấy. Cho thử đi xem nào, tí mình tháo ra sao. Chơi này. Tí mà tháo được cái phút bê ra thì ngon. Đi chưa? 6 pháp sư à? Sáu pháp sư. Ok đấy anh em ạ, bây giờ lên được con Silas Man ha đẹp. Thì bây giờ ghép cái đai máu trước vào rồi, bây giờ biết làm nào. Để không thì mình ghép dây chuyền với cả bàn tay nha. Mình thấy con này kiểu cũng ngon ngon đấy. Con này là uốn éo cũng ngon đấy mọi người. Đây này, nó uốn éo này đấy. Trông cũng được được ấy, mình chơi thôi.
Em xem là quần áo đẹp không? Éo 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 như này này đấy. Mình lốt lốt vào này 3 sao mà mình lên 9 rồi. Mình sẽ cho cái lốt bên này thấy sức mạnh của măm măm nó là như nào anh em ạ. Mặc dù 3 tiền nhưng mà run hơi khó nhỉ. Run hơi kham khổ một tí đấy. Có pháp sư gì nữa không? Hết. Nhiều tiền càng lốt ở điều ước bạn thì ra 3 mốc đồ xịn thế á. Làm gì nó chỉ có thế thôi chứ, ví dụ hôm qua rồi chơi là nó một đồ ánh sáng thì mình luôn nó chỉ có một đồ ánh sáng thôi, còn lại những cái lại còn lại thì nó vẫn là ngẫu nhiên mà, đâu có phải càng luôn càng xịn đâu anh em. Lốc làm sao được mình anh em, lốc làm sao được mình, đang nghe cô tiền đây. Khỏe thế mà anh em kỳ yếu. Nó khỏe phết này anh em này, con tương tưởng này khỏe phết này. Anh em lừa mình đúng. Khỏe phết đây thôi. Lấy huyết kiếm không? Lấy mẹ Sojin đi nhở, cho nó đánh nhanh con này này. 100 mana cơ mà. Ngon nhở, con này còn được thêm con này. Hờ. Được thêm con Hermer này, pháp sư luôn. Kích được pháp sư luôn, ngon vãi. Ngon thật anh em ạ. Xoay đồ cho dòng nước này à? Không đâu. Nhưng mà bây giờ làm sao mình đập hay mình, hay mình chơi lớn anh em. Mình chơi lớn mình đập hết đồ tất cả một phát luôn. Nhai đánh nhiều thủy long này anh em này. Chuẩn bị có con Ilaba hay cái gì đấy trông khỏe thế. Trông. Ôi này lại ra đồ gì đấy. Ôi vãi chủng ra ở đây cô á. Ôi anh em ơi. Thủy long kinh quá anh em ạ. Thủy long kinh quá. Lady 3 luôn. Kinh nhỏ. Xe ra còn mà, xe ra còn mà, còn cuồng long mà. Nhưng mà cuồng long bản này trả ai xem mấy. Nhà này 6 chiến binh à? Đủ 6 con chiến binh à? Anh này gọi ẩn chiến binh đi chứ. Trong bài mình phèn đấy nhỉ anh em nhỉ. Thì bài mình nó cứ kiểu không uy tín kiểu gì. Cái mẹ mình nó vào nó clear phát chết hết luôn. Kinh thế. Ồ, thủy long mạnh nó vãi anh em ạ. À. Thủy long mạnh này. Biết thế ghép dây chuyền không cho con này đồ nữa, con này cầm đồ yếu vãi. Tạo ra một đợt sóng về phía kẻ địch chưa bị đánh dấu, đánh dấu chúng bằng thủy hoa. Sau 3 lần tung chiêu kỹ năng tiếp theo của nó sẽ triệu hồi một xoáy nước. À, cái này phải đánh lâu cơ anh ạ, phải tanh trâu cơ thì mới phải. Không phải sao nhà này ghép Sojin. Nhà này ghép blue ngon hơn. Còn con non không anh em? Có con non không? Để mình bỏ tạm con bà đi cũng được. Mỗi đốt cánh tay của mình em ạ. Có mỗi nó đốt cánh tay của em đâu. Trên mẹ đốt trượt.
Mình lại có tiền này em ơi. Ba sao mạnh đấy em ơi, đừng đùa. Ba sao mạnh nha. Ba sao không hề yếu anh em ạ, ba sao không hề yếu. Ai cướp ra đốt đi mới đủ tanh. Không hề yếu anh em ạ, em đậu con này ba sao không hề yếu, gây 800 sát thương cơ mà. Mà nhổ hai lần là cũng nhìn mấy sát thương đấy. Nhưng mà nhà này nó có cái gì mà nó cứ tạo giáp đi mọi người nhở. Trường của con này là tạo giáp à? Mình không rõ. À có Seraphine. Có Seraphine trường của nó tạo giáp. Ui. À cái nhiều thủy long nó tích tận 370 cơ mà. Kinh thế. À nó cứ tích 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 mỗi tơn lại cho một tí. Hiểu. Phải lên được con này 3 cơ. Nhà này thắng này em này. Con này tạo giáp mà đúng không? Tạo là chắn. Cho tất cả đúng mình cơ. Thế thì hơi kinh. Thế thì hơi kinh anh em. Trên mẹ rồi. Hỏng con mâm của em đâu rồi. Con mâm của em đâu giống niệm rồi em ơi. Ồ như nào. Ôi ồ như nào cơ. Ngon, nhà này thắng nhà Thủy Long anh em ạ. Nhà sắp máu đi. Bây giờ mình sẽ đập đổ con Silas nha anh em nha. Mình thấy con Silas cầm cái vút bẫy này trông nhìn mất quan điểm quá. Hoặc là nếu mà tên này không lên Silas 3 thì mình lấy Thủy Long à. Nhà này khỏe lắm rồi đấy chứ. Rôn đen thế nhở. Chết rồi, chưa lóc rồi. Ủa, bài mình cũng khỏe mà anh em, không yếu lắm đâu. Cảm giác không yếu lắm đâu nhá. Mình còn lên được Silas 3 là top 1 rồi đấy. Nhưng mình cứ roll thôi, mình chả biết. Hôm mơ của mình 3 sao rồi. Đấy, mình thắng đấy. Bây giờ mình mới lốc được hay mình lên lốc con tanh nhỉ anh em nhỉ. Cảm giác lốc con tanh nhỏ trà vào sao cũng ngon. Ủa gặp nhà này á. Và lốc con này cũng ngon anh em ạ. Ủa? Sao vừa thắng mà? Sao bây giờ lại không thắng nữa? Ô vừa thắng mà. Ơ. À xương cá. Ồ một chiếc xương cá không có gì hết. À người ta gặp bóng nhà mình anh em ạ. Ừ đúng rồi người ta gặp bóng thì mình yếu hơn à. Đúng không? Nhà Thủy Long mới thua nhà mình. Mình đang nhìn nhầm. Nhìn nhầm anh em ạ, nhìn nhầm. Vàng cho báu vật đã nhận à. Rosilat 2 đấy. 37% rồi.